Ok, hi xin chào các bạn. Ở đây là người ta sẽ làm mũ. Thì ở đây là sẽ được custom, được viết chữ gì cũng lên được. Thì đây là mình sẽ mua cái mũ này và mình sẽ may lên chữ. Ok, coi thử nha. Bây giờ mình sẽ ghi lên chữ. Trời, ai có nên viết hoa không ta? Đây là nhìn giống chữ Anh quá, hay ba chữ A. Bây giờ chờ người ta may. Bây giờ đang lựa ở chỗ này nè, đang lựa chữ. Mình sẽ chọn cái màu chữ màu bạc. Bởi vì các bạn mít con mà có mẫu Missy rồi thì cái mẫu này sẽ là màu hồng và nhung, là nó lên một level là chữ thi à là mình. Ok, hai xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ ở đây là có những con sóc mà sóc thiệt luôn, thế nên là mình sẽ cho nó tiền để mình không sao. Người ta sẽ dùng tiền đó để nuôi lại những con đó. Đây là những con sáu mươi nhìn sợ quá nhỉ. Peace. Nô trăm nô lăn nô bảy. Ôi, thank you. Cái mặt nó kỳ quá. Good memory. Thank you. Thank you. Another one. Nào. New one. Đây con mới. Oh. Này, con sóc. Người ta trắng. Mama. Anh này Thailand Squealer, Thailand. À đây là sóc Thailand. Mặc kệ này, Chuka Kaider Australia. อยู่พิกเจอร์อยู่ที่สี่ดีๆอืมนั่นแหละโนบายโนจัมโนรันคิดมากเมื่อกี้จะจับเรื่องใหญ่จะให้ไปแบ่งนะนี่ๆๆให้มันอยู่นี้โอเคอย่าจับนั่นแหละโอเค thank you โอเคเดี๋ยว kiss ไม่ he kiss youนี่ลูกคิสแล้วคิสฮายบีแบ็คแฮปปี้มากเป็นพี่บาทแฮปปี Oh, đây là Misty.
trong đời mong. Một cái này chibi, phiên bản chibi. Một cái này chỉ có 30 bạc là bao nhiêu nhỉ? 21 ngàn. Nhưng mà mình trả người ta 50, bởi vì mình đã nhờ người ta vẽ. Và chị đó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà như chị đó là người chị Na thì phải. Chị hồi nãy chị nói Dũng là chị Na hả? Hơi buồn nhưng thôi kệ. Dễ thương không? Để ăn thử ngon không? Em ăn cái tóc à? Em ngon lắm á nha. Giòn giòn.